Gần Chúa gởi bút bằng anh. Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về sứ mạng loan báo tin mừng của Chúa Giêsu và những phản ứng khác nhau của người nghe. Trong thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto chương 2 câu 1 đến câu 5. Thánh Phaolô cho thấy Ngài giảng dạy không phải bằng lời lẽ khéo léo hay sự khôn ngoan của con người, nhưng bằng quyền năng của thần khí, để đức tin không đặt nền trên sự khôn ngoan của loài người, nhưng trên quyền năng của Thiên Chúa. Trong tin mừng Luca chương 4 câu 16 đến câu 30, Chúa Giêsu trở lại quê hương Nazareth của Ngài, đọc sách ngôn sứ Isaiah và tuyên bố rằng lời tiên tri ấy đã ứng nghiệm ngay hôm nay. Phản ứng của người nghe rất đa dạng. Lúc đầu, dân chúng thán phục lời Ngài, nhưng rồi họ tự hỏi, ông này chẳng phải là con ông Giu sao? Và sự hoài nghi của họ biến thành thù nghịch. Vấn đề gần Chúa gọi bụt bằng anh hay quen quá hóa nhàm rất rõ ràng ở đây. Dân chúng ở Nazareth nghĩ rằng họ đã biết quá rõ về Chúa Giêsu. Họ đã thấy Ngài lớn lên, nhìn Ngài học nghề của cha mình và có lẽ còn chứng kiến sự vâng lời thầm lặng của Ngài đối với mẹ Maria và thánh Giuse. Đối với họ, Ngài chỉ là một người trong số họ, một người thợ mộc, một người hàng xóm. Làm sao Ngài có thể là sự ứng nghiệm của lời tiên tri Isaiah? Sự quen thuộc của họ khiến họ không nhìn thấy bản chất phi thường, căn tính và sứ mạng của Chúa Giêsu. Họ không thể nhìn ra ngoài những định kiến đã có và cảm thấy khó chịu vì lời tuyên bố của Ngài. Phản ứng này phản ánh một vấn đề sâu xa hơn trong bản chất con người. Xu hướng coi thường những gì đã quen thuộc, trở nên mù quáng trước những điều kỳ diệu và thần linh ngay trước mắt vì chúng ta đã quen với chúng. Tại sao gần Chúa gọi bụt bằng anh? Thường thì bởi vì chúng ta nghĩ rằng sự quen thuộc đồng nghĩa với sự hiểu biết trọn vẹn. Khi chúng ta nghĩ rằng mình đã biết ai đó hoặc điều gì đó quá rõ, chúng ta ngừng tò mò, ngừng mở lòng với khả năng rằng còn nhiều điều hơn những gì ta thấy. Chúng ta nhốt người khác vào những khuôn mẫu phù hợp với vùng thoải mái của mình. Và khi họ hành động ngoài mong đợi, nó thách thức sự hiểu biết của chúng ta. Điều này có thể khiến chúng ta khó chịu. Thách thức này có thể khiến chúng ta trở nên phòng thủ, thậm chí tự ti. Để vượt qua điều này, cần nuôi dưỡng tinh thần cởi mở. Dán tem ai cả. Chúng ta cần nhận ra rằng mỗi người, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi hoàn cảnh đều có những chiều sâu mà ta chưa thấu hiểu. Ngay cả những người thân thiết nhất với chúng ta cũng là những mầu nhiệm mang trong họ hình ảnh của Thiên Chúa và tiềm năng phát triển và thay đổi. Chúng ta phải tiếp cận mối quan hệ của mình với cái nhìn mới mẻ và trái tim mở rộng, sẵn sàng để Thiên Chúa hiện diện qua những điều bình dị. Trong trường hợp của dân thành Nazareth, sự không thể nhìn vượt ra khỏi sự quen thuộc của Chúa Giêsu đã dẫn đến một mất mát đáng tiếc. Họ đã bỏ lỡ tin mừng, sự chữa lành, sự giải thoát mà Chúa Giêsu mang lại. Lòng họ đã khép kín và vì vậy họ không thể đón nhận những phúc lành đã ở ngay trước mặt họ. Chính vì thế, đừng để sự quen thuộc của chúng ta với Chúa Giêsu, với giáo hội, với nhau trở thành sự khinh thường hay thờ ơ. Trái lại, hãy nhìn bằng mọi sự trong đôi mắt đức tin, nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa đời thường và luôn mở lòng với những cách thức Thiên Chúa tiếp tục làm mới và bày tỏ tình yêu của Ngài, ngay cả qua những gương mặt và nơi chốn quen thuộc nhất trong cuộc đời chúng ta. Ước gì đức tin của chúng ta không đặt nền trên sự khôn ngoan của loài người, nhưng trên quyền năng của Thiên Chúa, luôn mở lòng với công trình Ngài đang tiếp tục thực hiện.